Hẹn chúc các bạn xem video vui vẻ là lời nói đầu tiên của team bọn mình gửi đến cho mọi người trong tất cả các video. Và hôm nay các em ở đây có biết mình sẽ làm một cái video gì không? Dạ không. Hôm qua mới nói rồi. À, video bắt dẹm. Bắt dẹm. Các bạn có biết con dẹm hay không? Em nghĩ là ở giờ thành phố không biết ốc với dẹm đâu. Ăn con hải sản này mà. Nó cũng không phải là một cái món đặc sản hay một cái món ăn nào đó ghê gớm lắm đâu các bạn. Nó giống như con ốc, con hến bình thường vậy đó, nhưng nó bự bự thôi. Con dẹm này ghê con hến vậy đó, nhưng mà nó bự thôi à. Thịt nó cũng không có ngon gì lắm, nhưng mà chúng tôi biết cách làm sao chế biến để cho nó trở nên ăn ngon, đó mới gọi là đẳng cấp. Ủa mà anh bắt dẹm ở đâu vậy? Bắt ở nhà hàng Đại á, nhiều dữ lắm. Máy bay đậu xe ở ngoài nghe hả? Máy bay đậu trong nhà em, về mẹ tao chửi quá trời luôn á. Em bị sốt rồi nên mẹ không có cho em xuống nước. Thì mày sốt rồi, mày ở trên bờ mày cổ vũ bọn tao. Chứ cái khúc con này em phải cột lại nữa. Cưng nhìn đi, cái tướng của cưng kìa. Dòng eo 31 với cái dòng bụng 75 này nè. Rồi làm sao mà cái quần của nó cưng không siết lại được. Đó, phải buộc lại. Dạ, chúng mình đi xuống dưới bắt dẹm đi các bạn. Đợi cái máy quay ở trên đầu cẩn thận, coi chừng vô sình vô nước nha cưng. Dạ, dạ. Rồi sao lặn hộp sao gớt cái camera đó luôn là anh mày ăn hành nguyên tháng sau đó. Đại, cái thao đó đựng dẹm phải không? Đâu đâu đâu. Wow, ok. Xuống đi cưng. Đừng nhảy nghe, nhảy sập cầu à. Nãy mập quá trời mập mà. Mặc áo phao xuống dưới đi. Rồi nhảy xuống luôn. Ây da, còn vị cô nương này nhảy xuống luôn, kỳ vị cô nương à. Sợ nhỏ này cao quá vậy. Nhỏ này người khổng lồ. Nhảy xuống. Thì bây giờ cưng giữ cái thao này cho mấy anh bỏ dẹm vào, được không? Đại có con nào không Đại? Vậy đi con nào không? Dạ, chú Thanh kìa. Mình được con nè. Nè, dạ, đó, chú Thanh có một con nè các bạn ơi. Nè, đây nữa nè. Ngọc, Đại cũng có một con nè. Không còn nãy giờ ba con. Con dẹm còn sống là con nè. Còn mấy con dẹm chết là nó mở cái chỗ này ra nè các bạn. Ơi cái thau, thau cho Vũ Hân, lụm Vũ Hân. Có con ngạo quá tiền. Thảo. Anh Gia Đen đi trong mấy bụi cây đó đó, anh Gia Đen chơi giống á. Dạ anh mới đi bắt nè. Đây là con hến. Đây con hến nha các bạn. Nè. Quay cận cảnh mấy bạn xem nè. Nè, con hến nè. Ôi, con hến với con dẹm khác nhau nha. Con dẹm là con này nè. Đây đây một con này các bạn ơi. Mày? Nè con dẹm nè. Ô anh Phúc đã được một con. Một đống mà. Rồi đưa thao, đưa thao. Còn anh da đen này nữa, hộp mày. Bắt trời. Đây nữa nè. Nè. Còn có hai nhiều con nữa các bạn. Ta bắt bằng chân này Ngọc. Nè mình bắt được con bự con nhỏ này các bạn. Nữa nè. Con bự là vậy, con nhỏ là vậy nè. Có dẹm con luôn nè. Ừ. Rồi, rồi bỏ vô đi. Cái này đúng nhiều không các bạn? Đây nè. Sao nhiều quá vậy? Đây nè. Một đống luôn. Nãy giờ hộp lặn đuối quá các bạn ơi. Con gian nãy giờ bắt được con nào không? Được. Mấy con hả? Bốn con. Đâu? Wow, gian bắt được bốn con rồi nha. Rất có rồi. Hộp xuống đi. Qua lên. Ờ đúng rồi. Tướng con dê đây hồng nè các bạn. Con dê hết thụng luôn các bạn ơi. Wow, bốn con đây nha. Ủa năm con nghe các bạn. Wow, bạn Thanh bắt nhiều lắm đó nghe. Có vài con đeo theo mẹ của nó nè. Đúng luôn. Rớt rồi. Con gấu nè. Một con gấu. Bắt được như đây nè. Nè, Á Tiên bắt được một con nữa các bạn. Đây. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn hãy nhớ cho một like, một share, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo sớm nhất từ Tony TV nha các bạn. Mày đổ cái gì mà đổ háo tùm lum vậy? Ê, ông chết, ông chết. À, ông chết. Bỏ vô luôn hả mày? Trời ơi, tao nói một câu cho mày lộn đời. Đi bắt dễ mà mày chưa xin hả mày? Con nhận mệt thiệt luôn các bạn. Mới đầu xuống thấy nó vui, cái cắm sào tự nhiên bắt cái từ từ mệt lại, hơi ngắn nữa, mấy mình nhỏ thôi hơi ngắn,
con này nó bự quá. Mày tháo ăn chưa vậy em gan? Đi coi thử. Tao không biết nó hả? Đây nè, thịt của nó nè nghe các bạn. Đó. Nè, thịt của nó nè, thấy không? Các bạn thấy chưa? Gỡ ra là nó chết luôn rồi đó. Gỡ ra là nó chết luôn á nghe. Đây là cái tướng của anh Ngáo đang lo con Tiểu Vương lên sành nghe các bạn. Tướng tao đang con nó. Nè các bạn nhìn nè, nguyên cây toàn là giảm con không nè. Đúng không nè. Xích hồn. Quay ra, Vũ Khanh thiệt là ngầu quá. Các bạn nhìn nè. Hả, Thanh đâu rồi? Tao ở đây nè, ngại xuống đào đất quá à. Trời ơi, vậy mà cũng làm cho ngầu nữa. Thay đồ, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Mấy đứa bè đừng tưởng gái vô nhìn lén đàn ông bọn ta thay đồ nha. Đi ra ngoài đi. Nhỏ đâu rồi? Đi ra ngoài đi. Ra ngoài. Ra ngoài đi. 5 minutes later. Mấy cái con này mình để đây mình ngâm ngày mai nó nhả sình ra như ốc được không ta? Không, nó bị thúi anh Trần. Nó là cái nghĩa là sao nó mau chết lắm phải không? Nó chết rồi xong bị thúi. Mấy cái con này mình không thể nào mình ngâm lâu được nha các bạn. Cho nên vì thế đó là lý do tại sao mấy con dẹm này nó không thể nào bán ra thị trường được. Bởi vì nó rất là dễ chết, bán không kịp người ta sẽ bị lỗ. Trời ơi nó dơ cô kìa. Một mình mày làm được không hay cần bọn tao hỗ trợ? Mấy chuyện nhỏ này mình tao làm được rồi. Team của bọn mình sau khi bỏ ra một tiếng đi bắt dẹm, bây giờ cả team đã trở về cái vị trí khởi điểm. Rồi mày cần để cái cần đây được rồi. Đó, xách cái bọc dẹm ra đây. Lẹ đi cu da đen. Giờ coi thử cây bao nhiêu. Gạo khác đi. Trời ơi, hơn 7kg luôn, 7kg dẹm nha. Nhưng mà nếu không ăn hết, chúng ta không phóng sanh nó thì nó chết, rất là tội nghiệp. Vì thế chúng tôi quyết định ai ăn bao nhiêu con thì lấy ra ngâm, còn lại bao nhiêu thả. Tôi ăn 10 con, Cưng ăn mấy con? Em với Đại là 30 con. 30 con, rồi. 30 hay 40? 40. 40, mấy con? Em 20 con thôi. 10 con. Em ăn 10 con à. Em ăn ít thôi, khoảng 30 con là được rồi. Sao mày không nói mày ăn 100 con luôn đi cho nó chẳng. Hai bé gái này ăn bao nhiêu? Em với chị này là 40 con. Em ăn 10 con. Cái số lượng bung bung chan chan hay là con dẹm bọn mình ăn là chỉ chiếm 1/4 so với cái bao này thôi. Cái bao rất là nhiều, bạn thấy nè, bọn tôi chỉ đổ ra giờ chỉ 1/4 thôi. Nước rất là dơ, em phải rửa cho thiệt là sạch nha da đen. Bây giờ cái số còn lại anh cần hai người đi cùng với anh thả dưới sông. Hất nó xuống 1, 2, 3 hất. Rồi vậy là nó sống rồi, chúng ta lên bờ thôi. Nãy giờ rửa 5-6 nước rồi đó mà vẫn dơ. Ớt đâu rồi, lấy ớt con Ngọc. Tại sao lúc nào tôi cũng là người cái ớt vậy hả các bạn? Nước cà thêm một chút xíu nữa đi Cần. Rồi, đổ ớt vào nè mọi người. Mấy con này nó không có dơ bằng mấy con ốc. Vì thế cái thời gian mình ngâm ớt chỉ khoảng 10 phút là nó đã sạch rồi. Tại vì cái món này là cái món dẹm nướng mỡ thành, cho nên là chúng ta phải có hành rất là nhiều nha mọi người, còn phải có sa tế nữa đó. Đó, ê, quên, tôi không có làm được. Phải giao cho mấy đứa nhỏ này nó làm bạn, đúng không? Tại vì phải dạy bọn nó làm để sau này bọn nó còn có chồng nữa chứ bọn. Làm đi. Đúng rồi, con gái cũng phải tập làm với người ta chứ. Thôi ở đây đi đâu khơi khơi lụm được cái thẻ cào 100.000 Viettel chưa mở ra luôn nè các bạn. Chưa cào luôn, còn nguyên zin luôn. Ô lộn, tưởng kẹo. Nhắc vô đây. Anh Dân. Thanh kèo thằng Ngáo nghe thằng Ngáo. Dạ. Lần này em biết hành lá tiếng Anh là gì nè, zin olion. Bước tiếp theo là giả đậu phộng nha mọi người. Phải giả thiệt là nhuyễn nha. Cái thằng này mày vừa giả mà mày vừa lụm. Làm xong không còn hột nào ăn luôn. Xác cục con quá nào. Ở đây, bóp để ngoài rồi bóp để trong này nè. Chăm vô nha mọi người. Trời đất ơi, cái chảo ai đưa vậy? Mẹ anh đưa. Thằng ơi, nướng có mấy con mỡ thơm mà làm gì đưa cái chảo bự dữ vậy hả? Chế dầu ô liu lên. Chế xung quanh cho nó chảy xuống. Đó, cầm. Chế xung quanh á. Chút nữa, chút thôi.
Rồi được rồi, lấy ra đây chế vô một ít xíu dầu ô liu nữa. Thiếu dầu rồi. Chút nữa. Chỉ là mở hôm thôi sao mà hôm dưới chạy. Đậu phộng đã được làm xong rồi nè mọi người à. Đậu phộng xong rồi, mở hành xong rồi, giờ mình làm gì nữa anh? Cùng đi với anh vô trong kia vớt dẹm ra. Tắt hai tránh ra, để cho ta kiểm tra. Coi cày. Wow, đúng là đổ ớt vô rồi có khác ha mọi người. Nó trông rất là sạch và nhả ra rất là nhiều cát rong luôn. Em đã bảo rồi, cái con này không có dơ bằng ốc đâu. Lúc tiếp theo đổ mấy con này vào cái nồi này nghe các bạn. Ăn cái món đó là mình phải hấp nó trước rồi mới để cái mỡ hành vào. Em bật quạt sao nó không lên anh Vinh ơi. Rồi hết ga luôn, lấy về lên. Anh Vinh ơi, cái áo nào mà dướng díu vậy? Áo này hả? Ừ. Hả? Vậy đây ca này sao ném vào tôi vậy hả? 5 minutes later. Bang 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 bang. Cuối cùng thì cũng đã xong được cái thao dẹm này rồi các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nè. Đậm trước một cái để thôi ra ngoài, bọn nhỏ này nó không cho tôi ăn nè. Ngon thiệt. Nó cái thịt của nó gần giống như là mấy cái con sò đẹp vậy đó bạn. Nhưng mà nó không có ngọt bằng con sò đẹp. Tại vì cái này nó ở sông, sò đẹp nó ở biển. Ở phía dưới này mình có chế nước nè. Là dành để cho mấy đứa nhỏ nó có húp được thì nó húp. Nước rất là ngọt. Đây, múc ớt thơm để qua nè mọi người. Ít thôi, đây. Thêm ớt miếng ớt kìa cả. Đó, cái nước mỡ thơm tôi đã để nước mắm rồi, rất là ngon. Nè, bên này cũng vậy. Rồi, gãi đậu phộng lên. Nhìn đây. Đó, gãi lên. Gãi một ít thôi. Mới nhìn như vậy thôi mà không chịu nổi rồi. Để ra ngoài này một cái giỏ thì cứ là hai miếng thịt. Sau đó chúng ta sẽ để lên một ít mỡ thơm. Tráng thêm một lớp đậu phộng nữa. Gãi đều. Có đứa nào không có ăn đậu phộng không vậy? Không. Ăn đậu phộng hết không? Dạ. Đó các bạn. Các bạn nhìn thấy như thế nào hả? Quá tuyệt vời. Lẹ lẹ đi anh ơi. Bật bếp ga lên cái đã. Kìa. Ê trời ơi. Đó. Lên rồi đó. Dặn nhỏ anh Vinh. Trời ơi. Mỡ thơm kìa. Thánh thèn ơi. Điểm cái đã các bạn ơi. 2 4 6 7 3 cái nữa. Thiếu 3 cái nữa. Rồi Vũ Anh đóng cửa lại. Này con ngáo không? Dạ. Đây. Cái con này của anh Vinh. Dạ con này của ai? Của em. Ờ, lấy dĩa đưa Ngọc luôn. Lấy dĩa cho Ngọc luôn. Trời ơi, ơi. Sao bình thường á. Đây gấp cái con này của nó nè. Trời. Con này nè. Đây con này của ai? Thử ai đó quá ngon luôn Vinh ơi. Rồi tiếp cho biết đánh giá này kia chứ nọ chứ đen. Ừ, cay mà vừa mặn nữa. Ủa tao có để ớt à? Có để một ít ớt. Mặn như thế nào, có thiếu mặn không? Dạ không. Thiếu ngon luôn á. Tuyệt vời. 5 sao. Tại sao đó giờ em chưa biết món này hả? Tại sao lại ngon như vậy hả? Rồi bỏ hành lên đi. Để đồ phộng lên. Tự gãi đi, của ai tự gãi đi, tự làm đi. Gãi chung hết đi. Cho nó làm, để đây nha. Để mà hành vô cho mấy bạn cái trời. Để mấy bạn nó hả anh này. Nè, con nhóc nè, mà em nghĩ gì ta. Múc nhiều nhiều á. Đâu cần phải đi mua sò đẹp đâu. Có mua bắt mấy con dẹm ở dưới sông. Vô tư dẹm nó rất là nhiều. Bắt lên sông mua có vài ngàn đồng hành nè. Bắt đầu đi về nhà có một món nè. Bum bum chang chang. Nướng mỡ hành. Vừa rẻ lại vừa ngon. Vừa bổ lại vừa no. Nó xôi rồi kìa, cái nào xôi là mình lấy cái đó ra trước. Đó, đã chưa? Y như là những đầu bếp thực thụ. Rất là ngon thơm. Tao đưa đây mời mẹ ăn cái coi.
À, sao? Ừ, 10 điểm quá ngon thiệt chứ. Ngon. Bên kia nữa. Đúng rồi. Đó, ngon bá đạo không? Vừa rẻ vừa ngon, vừa no lại vừa bổ. Hấp luôn. Ừ, vậy đó, ngon hơn. Không? Chứ cầm chi từng con bóc ra hết ngon rồi, hấp nguyên cái phần này vô luôn. Hấp luôn nguyên cái con nó vô miệng luôn á. Ừ. Làm hấp dẫn dữ nghe. Miếng dưới này nè, miếng dưới này nhiều ngon nè. Cái này hả? Dạ đúng rồi á. Cầm lẫm vô miệng luôn. Bả hành nhiều dữ à? Ăn vậy nó mới mập. Hấp thằng ơi. Rồi ăn thử cho con biết chấm điểm à. Nè để trong này nè, gớt lại. Gớt lão hào á. Để mà trời lẫm đi. Lẫm đi. Nó còn kia nữa. Ngon không? Ngon. Ngon là được rồi. Đút vô họng quất liền. Trời ơi, mẹ giật văng tùm la rồi. Ăn luôn đi. Còn miếng còn lại lụm luôn. Ngon lắm. Miếng vậy hai con thôi vậy? Dạ đúng rồi, miếng vậy hai con. Mấy quay phim cho mấy đứa nhỏ đây không? Mình chưa kịp ăn nữa các bạn. Giờ mới được ăn nè. Trời ơi. Ngon quá. Không lẽ giờ tiếp tục ngồi đây ăn cho các bạn coi nữa thì cũng kỳ, bất lịch sự, như là mấy bạn cũng thèm mà có ăn được đâu. Đó, cho nên là thôi, các bạn biết cái mùi vị của món này nó như thế này là được rồi. Và các bạn cũng đã biết cái con này gọi là con bum bum chan chan, hoặc là có một số nơi người ta gọi là con dẻm. Nó chỉ sống ở cái vùng nước ngọt thôi các bạn, chứ nói chung là nó không có giá trị kinh tế gì chứ, cho nên là người ta không có thèm bắt nó để người ta bán. Với lại cái thứ hai là cái con này gọng nó qua một đêm mà nó dễ chết lắm, cho nên cũng chẳng có ai bán mà cũng chả có ai mua. Vì thế từ từ nó đã bị lãng quên. Và thôi, nếu các bạn yêu thích cái video này đừng quên cho chúng tôi một like, nhớ nhấn vào cái chuông để tiện theo dõi mỗi khi kênh của mình ra cái video mới. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye.